Xin chào tất cả các anh em nha. Đây mình đang test cái dòng máy cắt bàn 355 của Quột. Công suất định mức là 2400W, lưỡi đá là 355. Đây, hàng này hàng Quột nha mọi người. Hôm bữa giờ lấy về mà chưa dám đem ra cắt. Bây giờ hôm nay mình có khách mua thì mình sẵn đây mình test cho khách xem luôn nha. Máy mang công suất là 2400W định mức nha anh em ha. Cắt sắt cày cực dày. Nó vẫn ít ồn hơn những con kia. Ít ồn hơn rất là nhiều. Về tiếng máy thì dây loa chạy êm hơn, nghe ít ồn hơn, nhưng mà về công suất thì con này đảm bảo hơn. Thứ nhất là nó không có bị cong vên khi mà mình cắt. Thì máy thả ra thì đây là dòng thương hiệu của Quột nha mọi người. Hãng Positech. Quột thì thương hiệu của Đức. Công suất định mức 2000 cũng không quá, cực kỳ ok.